Việt Nam sở hữu đường bờ biển dài hơn 3.000 km, xếp thứ 32 trên thế giới. Cả nước có tổng cộng 28 tỉnh thành giáp biển, kéo dài từ Bắc vào Nam với nhiều cung đường ven biển đẹp. Cung đường ven biển từ Phan Rí đến Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận, sở hữu cảnh quan và dạng địa hình hết sức độc đáo và ấn tượng. Hãy cùng Xây Dựng TV khám phá và trải nghiệm những điều thú vị trong hành trình ngày hôm nay. Hân hoan chào mừng toàn thể quý vị đang quay trở lại với kênh Xây Dựng TV. Hiện giờ tôi đang có mặt tại tỉnh Bình Thuận, một trung tâm du lịch biển nổi tiếng của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Ngày hôm nay tôi sẽ di chuyển trên một cung đường được bình chọn là top những cung đường ven biển đẹp nhất của Việt Nam. Đó chính là cung đường ven biển đi từ Phan Rí đến Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận. Trên bản đồ giao thông đường bộ thì tuyến đường này tương ứng với đường tỉnh lộ 716B và tỉnh lộ 716. Cung đường này đi qua hàng loạt các địa danh nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận như thắng cảnh Bầu Trắng, đồi cát Trên Nữ, bãi tắm Hòn Rơm, Bồng Lai Tiên Cảnh, đồi cát Bay hay bến cá Mũi Né. Và điều ấn tượng nhất của cung đường này đó chính là cảnh quan địa hình tiểu sa mạc vô cùng đặc trưng, tựa như những vùng hoang mạc ở Bắc Mỹ hay Châu Phi. Đoạn đường này chỉ mới được thông xe vào năm 2016, làm rút ngắn hành trình đi về thành phố Phan Thiết khoảng 20 km so với đi theo quốc lộ 1A. Đồng thời, đoạn đường này sẽ kết nối với các đoạn đường ven biển khác để tạo thành hệ thống đường ven biển liên hoàn của tỉnh Bình Thuận và của cả nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, du lịch và an ninh quốc phòng. Điểm đầu của cung đường ven biển này là nơi giao nhau với quốc lộ 1A tại thị trấn Phan Rí Cửa thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Lúc nãy xe của đoàn chúng tôi vừa mới đi qua một cây cầu bắc qua dòng sông Lũy. Đây là một con sông lớn và nổi tiếng của Phan Rí, gắn liền với một cảng biển sầm uất trong lịch sử Chăm Pa xưa. Theo các nhà nghiên cứu thì tên gọi Phan Rí có nguồn gốc từ một địa danh tiếng Chăm, đó là Paris, về sau được phiên âm tiếng Việt là Phan Rí. Nơi đây được biết đến là địa bàn sinh sống lâu đời của cộng đồng người Chăm, từng là một đô thị cổ sầm uất của Vương quốc Chăm Pa xưa. Phan Rí xưa là một vùng đất rộng lớn nằm giữa hai con sông Lòng Sông thuộc địa bàn huyện Tuy Phong và sông Phú Hài thuộc địa bàn thành phố Phan Thiết, nằm ở phía bắc của tỉnh Bình Thuận, gần tương ứng với địa bàn của hai huyện Tuy Phong và Bắc Bình ngày nay. Cho đến nay thì địa danh Phan Rí đã bị thu hẹp lại. Hiện tại chỉ còn lại hai địa danh mang tên Phan Rí, đó là thị trấn Phan Rí Cửa thuộc huyện Tuy Phong và xã Phan Rí Thành thuộc huyện Bắc Bình. Hai địa danh này nằm tiếp giáp nhau ở hai bên bờ con sông Lũy. Nếu Phan Rí Cửa gắn liền với hải cảng sầm uất của Chăm Pa xưa thì Phan Rí Thành lại được biết đến là nơi từng đặt sở lỵ của Thuận Thành Trấn, tên gọi khu tự trị của người Chăm thời Chúa Nguyễn. Như chúng ta cũng đã biết, dải đất miền Trung của Việt Nam hiện nay vốn xưa kia là lãnh thổ của Vương quốc Chăm Pa, hay còn gọi là Chiêm Thành, tồn tại từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ 19, kéo dài từ đèo ngang Quảng Bình đến hết tỉnh Bình Thuận ngày nay. Và trong tổng số 5 tiểu quốc thuộc Chăm Pa khi ấy thì tiểu quốc Panchuranga nằm ở cực nam, tương ứng với hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận ngày nay. Trong tiến trình mở rộng cương vực về phía nam của người Việt, từ đời nhà Lý đến đời nhà Nguyễn, thì lần lượt các tiểu quốc của Chăm Pa đã bị thôn tính vào lãnh thổ nước Việt. Vào năm 1693, danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh đã thừa lệnh Chúa Nguyễn Phúc Chu đem quân tấn công và sáp nhập tiểu quốc Panchuranga, vùng đất cuối cùng của người Chăm, vào lãnh thổ xứ Đằng Trong. Sau đó, Chúa Nguyễn cho đổi tên là Thuận Thành Trấn và cho phép người Chăm vẫn được hưởng quy chế tự trị trên vùng đất này.
Nhưng ngay sau khi tổng trấn Gia Định là Lê Văn Duyệt mất vào năm 1832, thì vua Minh Mạng nhà Nguyễn đã cho xóa bỏ chế độ tự trị của người Chăm ở vùng đất này. Vậy là lịch sử nhà nước Chăm Ba đến đây là kết thúc. Dân tộc Chăm hiện nay là một trong 54 dân tộc anh em sống đoàn kết trong ngôi nhà chung của nước Việt Nam. Theo thống kê năm 2019, thì dân số người Chăm hiện tại ở Việt Nam khoảng gần 180.000 người, xếp thứ 14 trong tổng số các dân tộc tại Việt Nam. Người Chăm tại Việt Nam sinh sống chủ yếu ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó đông nhất là ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Ngoài ra thì người Chăm còn sinh sống ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, tiêu biểu như là ở Campuchia, Mã Lai, Thái Lan và Hoa Kỳ. Hiện giờ xe của đoàn chúng tôi đang di chuyển trong địa phận huyện Bắc Bình. Đây được xem là địa bàn sinh sống đông nhất của đồng bào người Chăm tại tỉnh Bình Thuận. Nơi đây từng giữ vai trò là thủ phủ của vương triều tự trị cuối cùng trong lịch sử Chăm Ba dưới cái tên Thuận Thành Trấn. Chính vì vậy mà Bắc Bình chứa đựng trong lòng nó nhiều di sản vật thể, không chỉ mang đậm dấu ấn của một vương quốc cổ xưa, mà còn là một chứng tích về sự giao thoa, tiếp biến văn hóa Việt Chăm trong tiến trình lịch sử. Hiện nay thì trong địa phận của huyện Bắc Bình vẫn còn đền thờ của hai trong số những vị vua cuối cùng của vương quốc Chăm Ba, đó là vua Bonit và vua Bocolomonai, được xây dựng vào thế kỷ 17. Đến nay thì tại đây vẫn còn một tộc họ người Chăm là hậu duệ của vua Chăm Bocolomonai, đó là gia đình của bà Nguyễn Thị Thềm, được xem là vị công chúa cuối cùng của hoàng tộc Chăm. Gia đình của bà hiện còn đang lưu giữ khá nhiều bảo vật hoàng tộc Chăm đầy quý giá. Và theo lời kể của gia đình bà thì ban đầu số lượng hiện vật thuộc gia tộc khoảng hơn 300. Tuy nhiên đến nay do bị mất mát và hư hại nên chỉ còn khoảng 100 hiện vật. Tiêu biểu nhất ở đây phải kể đến đó là vương miện của vua Chăm, búi chụp tóc của hoàng hậu được làm bằng vàng ròng, rồi các bộ binh khí, nhạc cụ, trang phục của vua và hoàng hậu, các sắc phong của vua nhà Nguyễn và nhiều đồ dùng sinh hoạt khác. Quý vị và các bạn thân mến, phía trước màn ảnh đây là quang cảnh của vùng thảo nguyên vô cùng rộng lớn và xinh đẹp của huyện Bắc Bình. Đi trên cung đường này, du khách cứ ngỡ như đang đi qua một vùng thảo nguyên rộng lớn nào đó bên Mông Cổ, xứ sở của những người du mục. Tuy nhiên, thay vì thảo nguyên bên Mông Cổ gắn liền với những chú ngựa, chú cừu hay sói, thì thảo nguyên nơi đây lại gắn liền với những chú bò và chú dê rất dễ thương. Huyện Bắc Bình ngoài là nơi bảo lưu nhiều giá trị văn hóa Chăm, thì nơi đây còn được biết đến với quang cảnh thiên nhiên hết sức độc đáo và khác lạ. Dạng địa hình nơi đây chủ yếu là thảo nguyên, xen lẫn với các cồn cát đa sắc màu, chạy cặp theo con đường bờ biển dài tích tắp. Và phải trực tiếp quan sát bằng mắt, quý vị mới cảm nhận được hết vẻ đẹp đầy hoang sơ và ấn tượng của vùng tiểu sa mạc nơi đây. Như chúng ta cũng đã biết, Bình Thuận và Ninh Thuận được xem là hai tỉnh có khí hậu khô hạn và khắc nghiệt bậc nhất Việt Nam. Nhiệt độ trung bình năm thì rất cao, trong khi lượng mưa trung bình lại rất thấp. Theo nghiên cứu thì Bình Thuận có gần 90.000 ha đất bị hoang mạc hóa, chiếm 11% tổng diện tích đất tự nhiên trên địa bàn. Bình Thuận cũng là địa phương có gió trong mùa khô rất mạnh kèm theo cát, từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, tạo điều kiện hình thành diện tích đất hoang mạc hóa, trải dọc theo gần 50 km đường bờ biển. Diện tích đất tại Bình Thuận bị sa mạc hóa với tốc độ ngày càng nhanh. Một phần nguyên nhân được lý giải là do vùng đất cát ven biển được hình thành từ nhiều thời kỳ, đang bị thoái hóa nặng và trở thành đất chết do gió biển và khai thác nước ngầm để sinh hoạt và sản xuất. Vì độ che phủ nghèo nàn, trong khi bề mặt là bãi cát, do vậy khi vào mùa khô, tình trạng cát bay xuất hiện, tạo thành những đồi cát di động, làm tốc độ hoang mạc hóa trở nên nhanh hơn. Những đồi cát được hình thành do tác động từ gió có thể đạt đến hàng ngàn hecta và cao đến 40 đến 50 mét. Sau đó thì lượng cát này dễ dàng sụt xuống phía sườn dốc, chuyển dịch dần từ vị trí bờ biển vào bên trong nội địa,
Trong nhiều năm gần đây, người dân và chính quyền địa phương đã có những biện pháp nhằm hồi sinh vùng đất chết này. Và đi đầu trong cách làm này phải kể đến, đó chính là việc phát triển thủy lợi. Tính đến nay thì toàn tỉnh đã xây dựng hơn 270 công trình thủy lợi lớn nhỏ, trong đó có những công trình kiên cố với dung tích hơn 40 triệu mét khối như là hồ sông Quao, hồ Cà Dây hay hồ Lòng Sông, vân vân. Bằng nguồn vốn của Trung ương và địa phương, tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực xây dựng dải rừng phòng hộ ven biển trải dài từ huyện Tuy Phong đến huyện Hàm Tân với diện tích lên đến trên 8.000 ha, chủ yếu là các cây phi lao, cây xoan chịu hạn, cây keo. Đây là những loại cây đang phát triển tốt trên đất cát di động và bán di động ven biển. Những dải rừng này bước đầu đã mang lại tác dụng lớn để phòng hộ chắn gió, cải thiện cho môi trường khu vực, phát triển và ổn định được mùa màng, đảm bảo cuộc sống cho người dân ven biển. Đồng hành cùng với tỉnh Bình Thuận trong việc chống sa mạc hóa, thì nhiều doanh nghiệp địa phương đã mạnh dạn đầu tư các mô hình nông nghiệp ứng với công nghệ cao trên vùng đất sa mạc khô cằn đầy nắng và gió, đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu nhất phải kể đến đó chính là trang trại trồng dưa lưới và thanh long theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Đông Á thuộc xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, với 16 nhà màng trồng dưa lưới và 2 hecta thanh long trồng trên giàn. Bên cạnh đó thì mô hình phát triển cây dừa trên đất cát vừa giúp cho các hộ nông dân địa phương có thu nhập ổn định, vừa giữ gìn vẻ đẹp xứ biển, góp phần vào sự phát triển chung của ngành du lịch tỉnh Bình Thuận. Tuy được xem là một huyện nghèo với toàn là nắng và gió, nhưng huyện Bắc Bình cũng có một điểm tham quan rất đặc biệt, được mệnh danh là Tiểu Sahara của Việt Nam. Đó chính là khu du lịch Bầu Trắng, hay còn gọi là Bầu Sen. Đây là một thắng cảnh thiên nhiên gồm hai hồ nước ngọt khổng lồ mang tên là Bầu Ông và Bầu Bà. Xung quanh hai hồ nước này được bao bọc bởi những đồi cát có màu trắng tinh khôi với hình dáng cong cong mềm mại mang tên là đồi cát Trinh Nữ. Theo các nhà nghiên cứu thì Bầu Trắng vốn là hồ nước ngọt tự nhiên, được hình thành do nước ngầm thoát ra, tích tụ lại mà thành. Đây được xem là món quà vô giá mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất khô hạn này. Trong hồ có nhiều loài cá sinh sống, đặc biệt còn có hoa sen. Vào mùa thì hoa sen ở đây nở bung kính cả mặt hồ. Đến với khu du lịch Bầu Trắng thì ngoài việc tham quan và chụp hình những cảnh đẹp nơi đây, du khách còn được tham gia vào nhiều hoạt động giải trí khác như là chèo thuyền, trượt cát và đặc biệt nhất là lái xe địa hình. Sau này nếu có đến đây để tham quan du lịch thì quý vị đừng quên thưởng thức một món ăn đặc sản rất đặc biệt của vùng đồi cát này. Đó chính là con dông, hay còn gọi là con nhông, một loài bò sát gần giống như con thằn lằn, tắc kè, chuyên sống trong các đồi cát nắng nóng. Từ một loài bò sát chỉ dành cho người nghèo ăn khi không có điều kiện để mua thịt cá, con dông ngày nay đã trở thành một loại đặc sản đắt đỏ, được nhiều người dân nơi đây nhân giống và buôn bán. Theo thống kê thì toàn tỉnh Bình Thuận có hơn 5.700 hộ nuôi dông trên diện tích gần 100 hecta. Trong đó thì huyện Bắc Bình được xem là nơi nuôi dông nhiều nhất với diện tích khoảng 25 hecta. Trước kia khi du khách chưa biết nhiều về loài bò sát này thì con dông chủ yếu được săn bắt ngoài tự nhiên và có giá cũng tương đối rẻ. Về sau khi lượng tiêu thụ ngày càng tăng, trong khi lượng dông săn bắt ngoài tự nhiên lại hạn chế, nên người dân nơi đây đã bắt đầu chuyển sang mô hình dông nuôi trong các chuồng trại. Thời kỳ đầu thì các hộ nuôi dông chủ yếu là theo kiểu tự phát, thiếu định hướng. Việc nuôi dưỡng chủ yếu là kinh nghiệm truyền nhau, nên có nhiều người thành công nhưng cũng không ít kẻ thất bại. Trong 10 năm trở lại đây, với sự hỗ trợ của các tổ chức và cơ quan ban ngành, nên việc nuôi dông đã trở nên hiệu quả hơn. Giờ đây nuôi dông đã thực sự trở thành một nghề giúp cho người dân địa phương thoát nghèo trên vùng đất hoang hóa này. Thịt dông hiện nay có giá bán tại chuồng khá cao, tầm khoảng 400-500 ngàn một ký. Còn giá bán tại nhà hàng thì tầm 800-1 triệu đồng một ký. Thịt dông thì được đánh giá là thơm ngon và bổ dưỡng. Ở Bình Thuận thì loài bò sát này được chế biến thành 7 món khác nhau, như là gỏi dông, chả dông, dông xào xả ớt hay là cháo dông.
Tuy nhiên, món mà được đánh giá cao nhất vẫn là món dong nướng muối ớt. Sau khi được nướng chín, thịt dong sẽ có màu vàng vàng rất bắt mắt, cộng với mùi thơm rất đặc trưng. Phần thịt ngon nhất đó chính là phần đuôi và đùi. Thịt dong thì có độ mềm nhưng mà chắc, nhai hơi dai dai. Xương dong thì sực sực, có thể nhai được. Đặc biệt là thịt dong có vị rất ngọt, cộng với vị cay cay của muối ớt, rất phù hợp để làm món nhậu. Quý vị và các bạn thân mến, hiện giờ xe của đoàn chúng tôi đang di chuyển vào địa phận của thành phố Phan Thiết và đây là phường Mũi Né. Xa xa quý vị có thể nhìn thấy một ngọn núi thấp đâm ra biển, hay nói chính xác hơn là một bán đảo có hình ụ rơm. Đây chính là Hòn Rơm, một địa danh du lịch nổi tiếng đời đầu của tỉnh Bình Thuận. Cái tên Hòn Rơm bắt nguồn từ hình ảnh của một hòn đảo ven bờ hình ụ rơm. Vào mùa mưa thì tại đây có loài cỏ ống mọc rậm rạp. Nhưng đến mùa khô thì cỏ trên Hòn Rơm này chuyển sang màu vàng đặc trưng. Ngư dân đi biển từ ngoài khơi nhìn vào, thấy dáng núi vàng ươm giống như cái ụ rơm khổng lồ, nên mới gọi là Hòn Rơm. Bãi biển Hòn Rơm có chiều dài khoảng 17 km, được đánh giá là một trong những bãi biển xinh đẹp bậc nhất của tỉnh Bình Thuận. Nơi đây vẫn còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ và quyến rũ của thiên nhiên. Trong khi bờ tây nam của Hòn Rơm là bãi biển với bờ cát trắng trải dài tuyệt đẹp, thì bên bờ đông của Hòn Rơm là những tảng đá có nhiều hình dạng khác nhau được vỗ về bởi sóng biển êm đềm. Hòn Rơm từ lâu được biết đến là nơi tập trung dày đặc các khu nghỉ dưỡng bình dân, đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống và tổ chức sự kiện cho các đoàn khách du lịch. Các khu nghỉ dưỡng ở đây thường chỉ từ 1 cho tới 3 sao, có giá phòng một đêm chỉ vài trăm ngàn đồng. Phía bên tay trái đây là các cơ sở lưu trú nổi tiếng như là Resort Hòn Rơm 1, Hòn Rơm 2, Nắng Hòn Rơm, Thùy Dương hay là Thùy Trang. Chính vì giá phòng rẻ, bãi tắm đẹp, giá đồ ăn thức uống lại không đắt đỏ mà lại gần đồi cát Mũi Né, nên lượng khách ở đây lúc nào cũng đông, đặc biệt vào các ngày cuối tuần hay lễ Tết, thường sẽ bị hết phòng. Trong khi những du khách bình dân lựa chọn ở Hòn Rơm, thì những du khách hạng sang hoặc là khách nước ngoài lại lựa chọn ở các resort cao cấp trên con đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc phường Hàm Tiến. Nổi tiếng và cao cấp nhất ở đó phải kể đến đó là resort Anantara hay là Sealing City tiêu chuẩn 5 sao. Quý vị và các bạn thân mến, ở phía bên tay phải đây là một điểm tham quan vô cùng quen thuộc của du khách khi đến với thành phố Phan Thiết. Đó chính là đồi cát Mũi Né, hay còn gọi là đồi cát vàng, đồi cát bay hay là đồi cát di động. Đồi cát này có diện tích gần 50 hectare, kéo dài cả chục km. Khác với đồi cát trinh nữ ở màu trắng, cát ở đây chủ yếu là màu vàng và có nhiều đồi dốc cao ấn tượng. Du khách đến đây đông nhất vào lúc sáng sớm, khoảng từ 5 cho tới 6 giờ sáng, để tham quan, trượt cát, kết hợp với ngắm cảnh bình minh trên biển. Tuy nhiên hiện nay thì lượng khách đến đây không còn nhiều như trước nữa. Nguyên nhân là do gió biển thổi vào đã làm thay đổi hình dáng của đồi cát. Những đồi dốc cao trước kia nay không còn nữa. Ngoài ra thì đồi cát này không được đầu tư gì mới, nên làm cho du khách cảm thấy nhàm chán, trong khi những đồi cát trắng ở huyện Bắc Bình được đầu tư tốt hơn. Hiện giờ xe của đoàn chúng tôi đang di chuyển trên đường Huỳnh Thúc Kháng đi qua làng chài Mũi Né. Bên trái đây là bến cá, còn bên phải là chợ bán hải sản. Đây là nơi dành cho những ai yêu thích hải sản và tìm hiểu về đời sống của cư dân vùng biển. Vào lúc sáng sớm khi các tàu cá cập bến, cũng là lúc diễn ra cảnh mua bán nhộn nhịp của các thương lái. Du khách có thể đến đây để dễ dàng chọn mua được những con cá, con mực tươi rói với giá phải chăng, hoặc là ngồi thưởng thức ăn hải sản trực tiếp tại các hàng quán trên bờ. Phan Thiết từ lâu được biết đến là một ngư trường lớn của Việt Nam, nên hải sản ở đây cũng đa dạng chủng loại. Các món hải sản nổi tiếng nên thử khi đến với Phan Thiết, đó chính là sò điệp,
mực lá, ghẹ, tôm hủ ni hay là cá mai. Quý vị thân mến, xe của đoàn chúng tôi đang chuẩn bị tới với nhà hàng để dùng cơm trưa. Tôi cũng xin được mạn phép tạm dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo của Xây Dịch TV. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục đón xem những video mới nhất về du lịch của Xây Dịch TV. Xin mời quý vị cùng tham khảo video đang được đề xuất trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.